cả nhà, hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Lại là em Ý đây. Mở đầu cái video này thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cả nhà yêu dấu. Cái video ngày hôm qua cả nhà, thật sự là em nói chung là rất là vui, rất là thích luôn cả nhà. Tại vì sao không ngờ up một cái video về cái hàng tác phẩm bụi to mà được cả nhà ủng hộ em rất là nhiều. Xin gửi lời cảm ơn tới cả nhà rất là nhiều nha. Thật sự rất là biết ơn cả nhà luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cái gì ta? Tiếng Thái là gì ta? Kamashita. Tiếng gì? Tiếng Nhật hả cả nhà? Hay tiếng gì em cũng không rành ha nữa. Nhưng mà nói chung là cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rất là nhiều anh chị và cô chú comment lên cái kênh YouTube của em á cả nhà. Kêu là Ý ơi, em lên thêm một số mặt hàng tác phẩm nữa đi, để cho anh, cho chị, cô chú và sưu tầm. Thì hôm nay em sẽ lên một cái số tác phẩm cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Mở đầu cái video ngày hôm nay sẽ là một cái cây màu đỏ rất là đẹp luôn cả nhà. Nó cũng là màu đỏ nhưng cây này nó nghiêng về cái màu đỏ tươi hơn. Và đặc biệt cây này ở trong phần lưỡi nó sẽ có cái phần gân rất là đẹp luôn cả nhà. Cây này là một cái cây cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Cây này là cây là Nakon Chai Sĩ Red cả nhà nha. Em sẽ lên bụi to, bụi tác phẩm cho cả nhà mình cùng tham khảo. Và đặc biệt đây là một cái màu đỏ tươi, nó rất là xinh và rất là dễ thương. Điểm nhấn mạnh của nó và cái điểm mạnh của nó là cái phần trong lưỡi cả nhà, nó chạy gân rất là nhiều nha cả nhà. Thì cái cây Nakon Chai Sĩ Red này thì thật sự hứa với lòng và hứa trên đây với cả nhà luôn, em chỉ có đúng hai cây thôi. Cây nhỏ thì em rất là nhiều nhưng mà thực chất là cái bụi tác phẩm thì em không có nhiều cả nhà. Về một thùng, đợt đó em về một thùng bao nhiêu ta? Về 2 thùng 200 cây mà chỉ chọn ra duy nhất được một cái hai bụi tác phẩm là cả nhà biết cái thằng này nó hiếm hàng tác phẩm như thế nào. Em có một bụi như thế này chia sẻ cho cả nhà, bụi rất là to cả nhà nha. Cái này bụi rất là to. Và cây này nó đang có mèo nhưng mà do là phần là em mới trồng lại nè. Cái này là cả nhà có thể nói em gửi nguyên chậu hoặc là cả nhà thích em gửi chậu sao cũng được hết cả nhà. Cả nhà muốn làm như thế nào cả nhà cứ nói em để em làm theo cái ý của cửa nhà cả nhà nha. Em thì sao cũng được hết trơn cả nhà. Em có một cái bụi Nakon Chai Sĩ Red rất là đẹp và đang có mèo. Nhưng mà em nghĩ cái mèo này nếu như mà nó đậu nụ thì hoa nó cũng sẽ không đạt đâu cả nhà. Nhưng mình có thể mình test bông nha. Thân này cao to tầm 40, rất là to. Em chia sẻ với cả nhà một bụi như thế này là 400.000. Cái này em nhấn mạnh lại một lần nữa cả nhà, rất là ít và không có nhiều. Về 200 cây được đúng hai bụi tác phẩm cả nhà. Thật sự là cái lô này là nói chung là về hàng không hài lòng cho lắm và rất là buồn. Tại vì em về hàng tác phẩm thì một cái chậu tác phẩm ít nhất phải từ 3 tới 4 hướng. Mà nó về có hai hướng thì làm sao mình làm bụi tác phẩm được đúng không cả nhà. Em lựa hoài được có hai cây như thế này thôi. Rất là to và rất là đẹp. 400.000 cho cái bụi Nakon Chai Sĩ Red như thế này. Em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Nói chung đẹp cả nhà, thật sự cây này nó đẹp, cả nhà phải tin em. Cây nào chứ cây này thì thực sự nó rất là đẹp, cả nhà cứ tin em, chơi cây này là sẽ không bị sai lầm. Và đặc biệt cái gam màu, riêng màu nào chứ màu đỏ thì em dám đảm bảo là 80% là cả nhà sẽ thích luôn. Tiếp theo em đã có một cái bụi to như thế này. Cây này thì nó khá xưa rồi cả nhà, nó khá là xưa luôn. Em có một cái bụi Vĩnh Khang, nó sẽ tầm, cái này không biết nói cả nhà, nó sẽ tầm trên 20 thân. Và rễ nó đã nhú như thế này cả nhà nha. Đây là một cái thằng cát xưa. Cả nhà lên gồ, cả nhà search giùm em Vĩnh Khang là cái thâm niên của nó là bao lâu và nó như xưa như thế nào. Vĩnh Khang là một cái cây màu vàng tuyền nha cả nhà. Riêng cái cây Vĩnh Khang này nó sẽ là một cái cây vàng tuyền rất là đẹp và rất là dễ thương. Đặc biệt nếu như mà mình trồng đạt và mình chơi được cái bụi tác phẩm, có nghĩa là cái bụi đi nhiều hướng, cây này nở hoa rất là đồng loạt nha cả nhà. Hiện tại trên thị trường rất là ít cây này, người ta chỉ bán hướng. Em dám bán chậu tác phẩm cho cả nhà chơi luôn, là cả nhà biết em chơi lớn cả cỡ nào ở cái video này luôn nha cả nhà. Một bụi Vĩnh Khang siêu to khổng lồ như thế này. Đây là hàng tác phẩm em trồng trong chậu 21 cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà là 550.000 một chậu Vĩnh Khang như thế này. Anh chị nào thích siêu tầm cái chậu Vĩnh Khang mời cả nhà mình cùng lên đơn. Rễ nha cả nhà, đây rễ nha cả nhà ơi, rễ rất là xanh và rất là non. Và đặc biệt cây Vĩnh Khang này là cây xưa, cho nên anh chị nào mà thích chơi cây xưa bông chùm thì cứ chơi cái này. Đặc biệt Vĩnh Khang này nó có nhất rất là nhiều ưu điểm bởi vì nó là cây xưa, cây rất là khỏe, rất là mau phát triển. Và đặc biệt cái tạng cây của nó là sẽ đi một vòng tròn như thế này cả nhà, cho nên là nó rất là nhanh đầy chậu luôn cả nhà nha. Nó sẽ rất là nhanh đầy chậu luôn. Đặc biệt lên thân tơ là sẽ cho mèo cả nhà. Đây cả nhà, thân tơ là nó đang có mèo rồi cả nhà. Bên đây thân tơ nó cũng đang nhú mèo nè cả nhà. 550.000 một bụi Vĩnh Khang, mời cả nhà mình cùng lên đơn nha.
Chết rồi, hồi nãy ở đầu video em hứa, em nói mở đầu video em sale cho cả nhà một cái hướng 3 năm một bướm để mình lấy khí thế mình mua lan mà em quên rồi cả nhà ơi. Thôi để tí nữa em sale nha. Em có một hướng 3 năm một bướm ba lá rất là đẹp luôn, em sẽ sale rẻ. Tiếp theo, một cái cây xưa như thế này nữa, cây đại cao hùng đang đi một hướng, hai hướng, ba hướng và bốn hướng cả nhà ơi. Đại cao hùng này là nhà em bán cây xưa, không biết cây đài hay cây thái gì, nhưng em dám đảm bảo với cả nhà, cây nhà em bán sẽ là cây xưa. Từ cái lúc mà em trồng chậu 16, đầy chậu 16, xong rồi trồng qua chậu 18, đầy chậu 18, xong rồi đầy chậu 18 là em sẽ sang qua một cái chậu 21 như thế này. Tuy là tại vì sao? Đúng ra cái này là mình phải sang tầm chậu 30 mới ok cả nhà, tại vì em vô cái chậu 21 mà nó muốn đầy chậu 21 rồi, nó cũng đang nhú rễ. Nó cũng đang nhú rễ và đang nhú mầm rất là nhiều. Đại cao hùng là một cái cây trắng lưỡi tím bông to, nó là màu trắng trong và màu tím trong rất là đẹp và rất là dễ thương. Đặc biệt cái họng của nó sẽ màu vòn, màu vàng, và đặc biệt cây này nếu như mà mình trồng nạc bông trên 20 cm là bình thường, chuyện bình thường luôn cả nhà. Cây nào chứ cây này cả nhà biết sao không? Bữa trước em trồng một cây mới sang chậu mà nó có nụ, có nghĩa là cây nó còn đang bị mất sức. Nó nở một lúc 3 bông mà mỗi bông còn được 14 cm, thì cả nhà cứ tưởng tượng là nếu như mà mình để một bông nè, nếu như mà cây thuần nữa thì cả nhà nghĩ, em không nghĩ là biết là cái mức độ bông nó sẽ to như thế nào và nó sẽ xinh như thế nào luôn cả nhà. Đặc biệt cây này là một cái màu trắng, nó là trắng trong cả nhà, nó không như những cái màu trắng khác, cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương. Thân rất là cao luôn cả nhà. Cây này là nhà em trồng chưa đạt đâu cả nhà. Nếu mà trồng đạt thì nó sẽ to và cao hơn nữa. Móc này là móc 21, nó cao bằng cái móc 21 luôn cả nhà nha. Còn mà đại cao hùng mà cả nhà nhập bây giờ về thì nó chỉ có chút vậy thôi cả nhà. Có lúc trước là có những anh chị mua đại cao hùng hàng giống ở nhà em á, là em có bán hàng giống thôi, là nó chút, thật sự nó chút. Thì nhân đây em cũng xin nhắn nhủ với cả nhà là nếu như mà anh chị nào mà mình muốn chơi hàng to, hàng xưa thì mình có thể vào cái kênh YouTube của em mình tham khảo. Nói chung mấy cái này là những cái hàng xưa cho nên là mình có thể chơi cả nhà, tại vì cái ưu điểm nó rất là nhiều, cái gen nó rất là khỏe, nó rất xiên bông và hoa nó rất là to. Anh chị nào thích sưu tầm đại cao hùng em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Cuối video em sẽ sale cho cả nhà một hướng 3 năm một bướm 3 lá siêu đẹp 500 ngàn nha. Cả nhà chờ nhớ xem hết cuối video nha cả nhà ơi. Tiếp theo em có một cái cây Violacea sơ mi và A3, đẹp cực kỳ cả nhà. Cái này em bán hướng hoặc là bán hết chậu cả nhà. Cây này là một cái cây trắng tím rất là đẹp luôn, và hoa chùm cả nhà nha, cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc. Thì cái này em chi hướng 2 lá cả nhà ơi. Ôi cái này em chi hướng 3 lá 600 ngàn. Cái này là em chi hướng 3 lá 600 ngàn. Còn anh chị nào lấy hết chậu thì có thể inbox cho em báo giá. Nguyên một trái hết chậu này nó sẽ tầm hơn 1 triệu cả nhà nha. Còn nếu lấy 3 hướng 3 lá đang bông. Ủa tự nhiên mình cắt hướng 3 lá kì. Ờ đúng rồi, hướng 3 lá đang bông là 600 ngàn. Trời ơi, nó đã, nó xuống gì đâu luôn cả nhà ơi. Chu cha mà ơi, nó thơm. Nó thơm mà cánh sáp nha cả nhà. Bông chùm rất là đẹp. Cây này mà chơi tạo tác phẩm thì khó có cây nào mà có thể qua. Nếu như mà mình trồng một chậu mà mình cây này chịu khó nè, em có thể tư vấn cả nhà đặc biệt về cái cây này. Đa số nó sẽ đi một hướng là nhiều. Cây này cả nhà muốn làm chậu tác phẩm thì cả nhà phải tách âm. Mà cả nhà tách âm mà nó ra ít nhất được 2 tới 3 hướng thì mỗi lần nó ra được 2 3 chùm hoa như thế này thì em đảm bảo với cả nhà lúc đó cả nhà chỉ có hối hận. Tại sao lúc đó mình không mua thêm, mua nhiều vào. Và cây em bán là cây xưa nha cả nhà. Còn cây mà nhập mới về bây giờ nó cũng chỉ chút như thế này thôi. Nó không có to như thế này. Em dám đảm bảo với cả nhà cây em bán là cây xưa. Cả nhà có trên mạng người ta bán đầy cả nhà, người ta bán nhóc ra luôn. Nhưng mà người ta chỉ bán cây chút như thế thôi, như vậy thôi. Nó còn đang nằm trong cái cục sơ dừa. Có nghĩa là người ta mới làm ra, người ta còn nhét vô cái cục sơ dừa người ta trồng. Còn hàng nhà em là hàng thuần bằng than, bằng vỏ thông. Và cây rất là to, rất là xanh và rất là tốt rồi cả nhà. Cả nhà yêu thích cái cây Violacea và sơ mi này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. 600 ngàn cho hướng 3 lá đang bông. Còn mà chơi hết chậu thì cả nhà có thể inbox em báo giá. Hết chậu này sẽ nguyên 1 triệu cả nhà. Nói chung là rất là đáng đồng tiền. Cây này mà mình chơi hết chậu sẽ rất là đáng đồng tiền. Rồi, tiếp tục em ý sẽ sell, hứa là sẽ sell cho cả nhà. Dở quá cả nhà ơi. Mới nãy em nói là đầu video em sell mà tại vì em thấy mấy cái chậu tác phẩm nó bự quá. Nó bự quá cho nên em mềm lên luôn cả nhà. Chứ không thôi là em hứa là em sell cho cả nhà cái hướng này nè. Em có một hướng 3 năm một bướm, em sell cho cả nhà hướng 3 lá như thế này là 550 ngàn em bao ship
nha cả nhà. Đặc biệt cái hướng này em sale, em vừa bán giảm giá, em vừa bao ship cho cả nhà. Anh chị nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được cái hướng 3514 này rất là đẹp, chỉ có 550.000. Thường thường em bán hướng 2 lá là 500.000 đó cả nhà, mà không bao ship. Hôm nay em bán hướng 3 lá 550.000 em bao ship. Nói chung là bán rẻ là vì chúc mừng cái video vừa rồi em đã rất là thành công cả nhà. Bán rất là được và rất là vui, và đặc biệt những cái chậu tác phẩm thì em đảm bảo với cả nhà, tới tay cả nhà thì cả nhà chỉ có cái từ mê tới mệt thôi cả nhà. Rất là đẹp. Rồi cả nhà yêu thích em mời cả nhà mình cùng lên đơn 550.000. Đây là hàng em bán tri ân, cho nên nếu như mà anh chị nào chốt được cái chậu này thì em xin chúc mừng nha. Hàng này là hàng nguyên kiện, nguyên zin nha cả nhà. Zin từ A tới Z, từ mẹ tới con luôn. Rất là đẹp, cây này là đẹp hơn ngọc trinh luôn cả nhà. Rồi video em sẽ làm tới đây. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Nếu như mà cả nhà có thắc mắc hoặc là cả nhà có đóng góp ý kiến gì thì cả nhà có thể inbox cho em, hoặc là cả nhà cứ comment lên cái kênh YouTube của em. Nói chung là xấu thì cả nhà cứ chê, mà đẹp cả nhà cứ khen, cả nhà cứ comment lên cho em. Em sẽ cố gắng học hỏi và rút kinh nghiệm để càng cái kênh YouTube của em càng ngày càng hoàn thiện và càng hay hơn. Và càng ngày em hứa với cả nhà rằng em sẽ song song và đồng hành trong cái việc chơi và trồng các cây da cùng cả nhà. Bây giờ chỉ cả nhà bỏ em chứ em là không bao giờ bỏ cả nhà. Thật sự cái đó là cái câu trong tâm em lúc nào cũng nghĩ như vậy á cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn đồng hành cùng em Mỹ nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video khác nha. Chào tạm biệt cả nhà yêu dấu của em nha.